Nếu như theo chị Google ấy thì cụm từ này có nghĩa là đứa bé giàu có. Mình là Linh Buzi, hoặc mọi người có thể gọi tắt là Buzi. Thời gian gần đây thì mình thấy rằng mọi người khá là quan tâm đến một chủ đề, đó chính là không phải là một chủ đề mà là một cụm từ đi, đó là chính là cụm từ rich kids. Nếu như theo chị Google ấy thì cụm từ này có nghĩa là đứa bé giàu có. Nghĩa là như này á? Có tiền là có cả. Ok, như thế không hoàn toàn là sai, nhưng mà nếu như để chính xác hơn và rõ ràng hơn thì cụm từ này chỉ những bạn trẻ được sinh ra và lớn lên ở trong những gia đình giàu có, không phải lo lắng về điều kiện kinh tế này, có thể theo tự do theo đuổi ước mơ của mình này, ăn những món ăn mình thích này, mặc những món đồ mà mình muốn thì sung sướng làm sao. Vậy thì việc mà mọi người quan tâm này, tò mò hoàn toàn bình thường, bởi ngay chính bản thân Buzi đây nhá, khi mà Buzi không có một cái gì đó thì Buzi rất là tò mò, muốn dõi theo này, hướng theo một cái tiêu chuẩn về cái đẹp, hoặc là xét họ thành một cái mục tiêu của mình ấy, để mà mình có thể học tập đặt ra một cái mục tiêu mình hướng tới. Nhưng mọi người để ý thì độ gần đây rất nhiều mẩu tin nói về việc du lịch, hoặc là hội con nhà giàu cùng nhau đi du lịch ở những nơi xa hoa đẹp đẽ, đúng không? Vậy nhắc đến chủ đề du lịch thì Buzi làm Buzi rất là phấn khởi, bởi vì ngay bây giờ đây Buzi sẽ dẫn các bạn đi sang Singapore. Và Singapore là một đất nước về tài chính kinh tế, vậy thì chắc chắn là có rất nhiều em bé giàu có rồi, cũng giống như chính bộ phim Crazy Rich Asians được quay bởi tại đất nước này. Vậy thì hãy thử xem trong chuyến du lịch lần này Buzi sẽ đột nhập vào hội này để vạch trần bộ mặt thực tế của họ cho chúng mình xem họ có như là chúng ta tưởng tượng hay không, hay thực tế sẽ là như thế nào nhá. So let's go. Trước khi đi phải thay đồ vào đã nha. So, chúng ta hãy bắt đầu đi thôi. Let's get started. Chung quy lại thì rich hay poor thì chúng ta cũng đều phải ăn cơm, uống nước, đi ngủ, đi toilet, đúng không? Buzi đã từng được biết đến những người rất là giàu có nhưng họ lại có cuộc sống rất là giản dị, cũng như những người mà điều kiện không phải là dư giả gì nhưng lại sống rất là vật chất. Vậy thì mỗi người có một cách sống và lối suy nghĩ riêng thôi. As long as you're happy, happy is new rich and joy. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.